Hôm nay sư giảng về đề tài Subhadda, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật. Sư chọn đề tài này bởi vì sư thấy câu hỏi của Subhadda và câu trả lời của Đức Phật rất là hay. Sau khi Đức Phật đắc đạo và có được 45 hạ, thì một ngày nọ Ngài đến thành phố Pāvā và đã dùng ngọ cúng dường bởi một người tên là Chunda. Sau khi ăn trưa thì Ngài bị tiêu chảy. Nhưng Ngài muốn sử dụng thời gian cuối cùng còn lại của mình ở Kusinara. Và từ thành phố Pāvā đến Kusinara là 6 dặm. Do vậy Đức Phật phải đi bộ từ thành phố Pāvā đến Kusinara. Đức Phật muốn nhập Niết Bàn ở Kusinara bởi vì hai lý do. Thứ nhất, Ngài muốn đến đó để giảng bài Mahaparinibbana. Ngài muốn nhập Niết Bàn ở đó và Ngài muốn giảng một bài pháp ở đó. Và lý do thứ hai là Ngài biết rằng Ngài sẽ gặp Subhadda và rồi Ngài sẽ thâu nhận người này là một đệ tử cuối cùng của mình. Vì vậy, dù rất mệt, Ngài vẫn cố gắng đi bộ đến đó. Và trên chặng đường từ thành phố Pāvā đến Kusinara, Ngài đã phải nghỉ mệt 25 lần. Khi mà Ngài đi đến thành phố Kusinara thì có rất là nhiều đệ tử, tức là chư tăng, đi theo hộ tống Ngài. Và Ngài đã đi bộ rồi đến thành phố Kusinara vào chập tối. Khi đến đó Ngài rất là mệt và các chư tăng đã chuẩn bị giường cho Ngài nằm nghỉ. Subhadda sống ở thành phố Kusinara và khi biết Đức Phật đến thì Subhadda nghĩ rằng tối hôm nay Đức Phật sẽ nhập diệt và mình có một câu hỏi thật là quan trọng để hỏi Ngài. Nếu không có cơ hội hỏi Ngài thì sẽ không còn ai để trả lời câu hỏi này. Cho nên Subhadda vội vã đi đến và thỉnh cầu muốn được gặp Đức Phật. Khi Đức Phật đến thành phố này thì Ngài nằm nghỉ trên giường và Đại đức Ananda canh gác bên ngoài. Mục đích của Đại đức Ananda là khi mà Ngài canh gác ở đây thì Ngài sẽ lựa chọn xem có ai thật sự cần gặp Đức Phật mới cho vào. Và khi mà Subhadda đến xin gặp Đức Phật thì Ngài Ananda đã từ chối. Mặc dù Đại đức Ananda biết được hai lý do của Đức Phật đến thành phố Kusinara, nhưng Đại đức Ananda không biết người đệ tử cuối cùng của Đức Phật chính là Subhadda, cho nên đã từ chối và nói rằng Subhadda đừng gặp Đức Phật, Ngài rất mệt, đừng khuấy động Ngài. Nhưng rồi Subhadda rất lo lắng, nghĩ rằng nếu mình không hỏi Đức Phật thì sẽ không có ai trả lời cho mình. Do vậy Subhadda một lần nữa thỉnh cầu, nhưng Ngài Ananda lại từ chối. Và lần thứ ba Subhadda lại thỉnh cầu và Ngài Ananda vẫn từ chối. Và sư nói rằng sư sẽ đọc những câu tiếng Pali mà Đức Phật đã nói để chúng ta nghe được những lời nói vào thời đó của Đức Phật. Và sư đọc những câu Pali để cho chúng ta biết rằng những câu nói này là từ chính miệng của Đức Phật nói ra, chứ không phải là do ghi chép từ chú giải. Và ở đây Diệu Pháp xin mở ngoặt là Diệu Pháp không có nhắc lại được những cái câu này. Và cái câu Pali của Đức Phật nói có nghĩa là: Này Ananda, con hãy cho Subhadda vào. Subhadda thật sự cần gặp ta để hỏi một câu hỏi rất là quan trọng, chứ không có ý quấy rầy ta đâu. Và khi mà nhận được câu trả lời này thì Subhadda sẽ có được rất là nhiều lợi lạc. Vậy con hãy cho phép Subhadda vào gặp Đức Phật. Khi đó Đại đức Ananda trở nên vui vẻ và nói với Subhadda rằng: Ô Subhadda, Đức Phật đã cho phép ông vào gặp Ngài, hãy vào đi. Và rồi Subhadda vào thăm hỏi Đức Phật. Nhưng bởi vì Subhadda không phải là đệ tử của Ngài nên ông không biết đảnh lễ của Đức Phật. Sau khi thăm hỏi Đức Phật thì Subhadda ngồi vào một chỗ ngồi thích hợp. Sư giải thích chỗ ngồi thích hợp ở đây là một chỗ ngồi ngược chiều gió, không cao, không gần hoặc không xa Đức Phật, không mặt đối mặt với Đức Phật mà cũng không ngồi phía sau lưng Đức Phật. Và sư giải thích rằng là Phật tử chúng ta cũng nên biết cái chỗ ngồi thích hợp phải có 6 điều kiện như trên. Subhadda hỏi Đức Phật: Tôi có một câu hỏi quan trọng, này Gotama. Có rất nhiều vị thầy nổi tiếng và những người này có rất là nhiều tín đồ. Họ giảng pháp và nói rằng họ biết tất cả mọi thứ. Và rất nhiều người tin rằng họ là những bậc thánh, không còn ô nhiễm trong tâm. Thì trong thời đó sư nói là có 6 vị nổi tiếng và tự xưng là họ đã thành bậc thánh và không còn ô nhiễm nữa. Và những cái vị thầy này khi mà giảng pháp thì họ nói rằng những cái bài pháp của họ giảng khi mà thực hành thì người nghe sẽ không còn ô nhiễm nữa. Và Subhadda muốn biết rằng làm sao mà Subhadda có thể biết là những điều mà họ nói như vậy là đúng, là họ biết tất cả mọi thứ, hay là họ chỉ biết phân nửa những gì họ nói, hay là họ chẳng biết gì. Và Đức Phật trả lời rằng ta sẽ không trả lời câu hỏi này. Ta sẽ không nói rằng họ biết tất cả mọi thứ, họ chỉ biết phân nửa hay họ không biết gì cả. Hãy quên câu hỏi này đi và hãy nghe lời của ta giải thích. Và khi Đức Phật nói như vậy thì Subhadda đồng ý sẵn sàng nghe, cho dù là Đức Phật thẳng thừng từ chối là Ngài sẽ không trả lời câu hỏi đó. Và lý do mà Ngài không trả lời câu hỏi của Subhadda là bởi vì Ngài rất mệt, Ngài không còn thời gian và sức lực nữa. Và Đức Phật đã trả lời là: Này Subhadda, nơi nào mà có bát chánh đạo thì nơi đó, xin lỗi, nơi nào mà không có bát chánh đạo thì nơi đó không có các bậc thánh hiện hữu. Và các bậc thánh ở đây sư giảng là các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm và A-la-hán. Và ý của Đức Phật ở đây là nếu như họ không biết được bát chánh đạo thì họ không có thể thực hành một cách đúng đắn. Mà nếu không thực hành một cách đúng đắn thì họ không thể nào loại trừ tất cả những ô nhiễm trong tâm. Và do vậy họ không thể trở thành các bậc thánh được. Khi nghe Đức Phật trả lời như vậy thì Subhadda rất là cảm kích. Ông rất cảm kích khi nghe được bát chánh đạo. Và ông nghĩ rằng ta đã nghe rất là nhiều bài giảng mà thầy ta đã giảng trong nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ được nghe về bát chánh đạo. Dầu thầy ta đã già nhưng cũng không thể trả lời được câu hỏi này. Và Đức Phật đã giải thích một cách rất là rõ ràng. Cho nên là ông rất là cảm kích. Và Subhadda muốn trở thành đệ tử của Đức Phật. Và Đức Phật đã nói rằng nếu là một người ngoại đạo mà muốn trở thành đệ tử của Ngài thì phải tập sự trong vòng 4 tháng để hiểu về luật tỳ kheo, để hiểu về phương pháp thiền, v.v. Subhadda chấp nhận. Nhưng Đức Phật nói rằng Ngài sẽ nhận ngay Subhadda. Ngài đồng ý cho Subhadda xuất gia, trở thành một chú tiểu và rồi thành một tỳ kheo ngay lập tức, bởi vì Ngài hiểu được đức tin mạnh mẽ trong Subhadda. Bát chánh đạo gồm có 8 yếu tố là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chánh kiến và chánh tư duy. Sư chỉ liệt kê đơn giản hôm nay, rồi sư sẽ giải thích kỹ càng hơn vào một dịp khác. Sau khi nghe Đức Phật hướng dẫn việc hành thiền thì tỳ kheo Subhadda đã đến một cái khu vườn và thực hành đi kinh hành trong vài giờ. Vị tỳ kheo Subhadda đã không ngồi thiền mà là đi kinh hành. Vị tỳ kheo Subhadda sau khi nhận được hướng dẫn hành thiền của Đức Phật thì trở về khu vườn và đi kinh hành một cách thật là chăm chỉ, tinh tấn, nghiêm túc. Tỳ kheo Subhadda quan sát dở bước đạp thật là kỹ càng và đắc được đạo quả A-la-hán. Sư nói rằng trong thời Đức Phật, cái tâm của các chư tăng rất là đơn giản, cho nên khi hành thiền thì các chư tăng có được sức định rất là nhanh. Và do vậy cho nên là nhanh chóng đạt đạo quả chỉ trong vài giờ. Nhưng ngày nay thì tâm của chúng ta không được như các vị vào thời đó. Thời nay ta có internet, điện thoại, v.v. Do đó tâm phóng dật. Rồi khi mà vào hành thiền thì không có định tâm được và không thấy đề mục được, cho nên là không có đạt được đạo quả. Cho nên sư nói rằng khi mà chúng ta nghe các vị sư thời đó đạt được thánh đạo, thánh quả nhanh chóng như vậy thì đừng có hỏi, đừng có thắc mắc tại sao mà họ làm được nhanh như vậy. Nói về cái tâm phóng dật và không dễ tập trung trong việc hành thiền, thì sư cho thêm ví dụ là sư đã ở TMC này hơn 3 năm, từ năm 2002 đến năm 2005. Và trong thời gian sư ở đây thì sư dạy giáo pháp cho trẻ con, người Việt, người Tàu, người Mỹ một lần một tháng. Và những đứa trẻ này từ 9, 10 đến 11 tuổi. Khi dạy giáo pháp cho những đứa trẻ con này, sư thấy chúng rất khó tập trung, tâm nó phóng dật rất nhiều. Sư nghĩ có lẽ nó quen với Internet và các trò chơi điện tử, nó không thích hành thiền. Nó đến đây chỉ vì cha mẹ ép nó đi mà thôi. Và sư so sánh với những thời gian mà sư ở Thái. Khi ở bên Thái 8 tháng rưỡi, thì có 3 chú tiểu đến từ Lào. Một chú tiểu 8 tuổi, một chú tiểu 9 tuổi và một chú tiểu 10 tuổi. 3 chú tiểu đến để hành thiền. Nhưng sư thấy chúng rất khác với trẻ con ở đây. Chúng rất là kính quý sư và cẩn thận nghe lời của sư dạy. Chúng hành thiền được 3 tháng ở trong phòng sư. Khi mà sư có thiền sinh đến trình pháp thì sư dùng phòng ngoài, và 3 chú tiểu này hành thiền ở trong phòng của sư. Sư giữ chúng trong phòng sư bởi vì sư sợ chúng sẽ làm ồn trên chánh điện, bởi vì chúng còn là trẻ con. Và trong khi mà ở phòng của sư thì sư lập ra thời khóa biểu, 1 giờ ngồi thiền và 1 giờ đi kinh hành, và chúng đã cố gắng tuân theo thời khóa biểu đó. Sau 1 tháng hành thiền, sư biết rằng 3 chú tiểu này đã bắt đầu thiết lập được định. Thì một lần nọ trong khi trình pháp, sư hỏi một trong 3 chú tiểu rằng con có muốn trở về Lào hay không? Thì chú tiểu trả lời rằng không, con thích ở đây. Sư hỏi tại sao? Thì chú tiểu trả lời rằng khi hành thiền, con cảm thấy thân con nó bay bổng lên trên không, nên con thích lắm. Có khi con cảm thấy như là con sống một mình ở trong rừng, con cũng rất thích. Khi đi kinh hành, có khi con cảm thấy như là chân con không còn nữa, cho nên con rất thích, con không muốn trở về Lào. Trong thời gian đó thì có một nhà tù mời sư đến phỏng vấn các tù nhân. Các tù nhân này đã hành thiền trong một thời gian ngắn. Và khi mà sư đến thì sư bảo các chú tiểu này chỉ cách cho các tù nhân đi kinh hành. Một chú tiểu thì chỉ cách đi trái phải, chú tiểu khác thì chỉ cách đi dở đạp, và một chú tiểu khác thì hướng dẫn cách đi dở bước đạp. Rồi các chú tiểu cũng chỉ cái cách mà từ khi đứng đến khi ngồi ra như thế nào. Các nữ tù nhân này khi nhìn thấy chú tiểu này có thể hành thiền tốt đẹp như vậy thì họ đã khóc. Và sau khi mà khóa thiền ở Thái của sư kết thúc thì sư mời 3 chú tiểu này trở về Miến để học Pali. Thì một trong 3 chú tiểu này rất là thích và muốn được đi. Và chú tiểu này đã khuyến khích 2 người bạn của mình hãy đi qua bên Miến Điện. Chú nói rằng nếu mình ở Miến Điện mình cũng sẽ chết, nếu mình ở Thái mình cũng chết, nếu ở Lào mình cũng chết. Còn nếu mà mình hành thiền, mình đạt được đạo quả thì mình sẽ không có chết nữa. Cho nên hãy đi qua bên Miến Điện đi. Sư nói rằng chúng ta hãy thử tưởng tượng 3 chú tiểu này trong vòng 3 tháng ở Thái đã không ăn chiều và hành thiền dưới sự theo dõi của sư, mà 3 chú tiểu này vẫn làm được. Sư nghĩ rằng xứ Lào là một xứ nghèo, cho nên các chú tiểu này không có Internet, không có điện thoại. Do vậy khi đến hành thiền thì 3 chú này chấp nhận việc thiền tập một cách vui vẻ. Đôi khi 3 chú tiểu không hành thiền tốt thì sư phạt. Có những lúc sư bắt đứng lên ngồi xuống khoảng 20-30 lần. Nhưng mà những chú tiểu này không hề giận, không hề phàn nàn gì hết. Sư nhìn thấy rằng tâm của những chú tiểu này rất là đơn giản. Do vậy cho nên là dễ có được sức định và tu tập tốt. Sư nói rằng sư không có ý phàn nàn các trẻ con ở Mỹ, mà sư chỉ muốn giải thích rằng vào thời Đức Phật, do tâm con người rất là đơn giản, cho nên hành thiền rất dễ dàng và sớm đắc đạo quả. Chẳng hạn như trường hợp của vị tỳ kheo Subhadda này, chỉ trong vòng vài giờ đã đắc đạo quả. Và sau khi đắc đạo quả xong thì vị tỳ kheo Subhadda này đến gặp Đức Phật và đảnh lễ Ngài. Qua bài pháp này, sư muốn nhấn mạnh rằng bát chánh đạo là chìa khóa để dẫn tới Niết Bàn Nếu mà chúng ta không hành bát chánh đạo thì chúng ta không thể dứt bỏ ô nhiễm. Khi có cơ hội hành bát chánh đạo, chúng ta có cơ hội để dứt bỏ ô nhiễm. Khi mà thiền sinh đến đây hành thiền thì ta có cơ hội giữ giới tốt đẹp. Và khi chúng ta cố gắng hành thiền thì định, niệm phát triển mạnh. Và khi chúng ta thiền tốt thì tâm nó nằm ở trên đề mục và chúng ta có chánh kiến. Như vậy, 8 yếu tố trong bát chánh đạo đều có mặt đầy đủ trong chúng ta. Chúng ta là những người thật là may mắn được gặp bát chánh đạo và có cơ hội hành thiền. Hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật đã tìm ra con đường bát chánh đạo này và nó vẫn mãi mãi có lợi ích cho chúng ta ngay cả trong thời nay. Ngày mai sư sẽ giải thích về tứ đế, bát chánh đạo và việc hành thiền như thế nào để đạt đến niết bàn qua con đường bát chánh đạo. Và sư muốn kết thúc bài pháp ngày hôm nay ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.